Này, bây giờ nói này cho chị dễ hình dung này, cắt đầu tiên là chị bật nguồn đi này, đúng không? Bật nguồn. Bật nguồn lên, chờ tí, nên là sẽ chạy qua chạy lại này. À. Đấy, đứng ở đây, và chị rút nguồn ra. À, để nó đứng ở rút nguồn. Đứng rút nguồn ra, rút cả dây bút B ra. Đấy, rồi bắt đầu B xuống đây nào. Đấy, B này thì cắt cái sợi dây này ra. Đấy, cắt nó ra rồi mở này lên. Mở ra. Mở này lên. Đấy, chị nhấc cái này ra. Chú ý đừng có xoắn cái sợi dây này nó bị xoắn là tí nó không chạy đâu. Đừng có xoắn nhấc ra nhấc vào thì nhổ thôi. Nhổ ra. Nhổ nhổ ra chú ý cái đừng để sợi dây nó bị đảo. Đấy, thì đảo nó quá là cắn em thôi. Để đừng có lọt sợi vàng dây. Bên trái, vàng bên phải, xanh. Vậy thôi. Kẹp cái chú ý kẹp sợi dây này, sau khi kẹp sợi dây trước này rồi làm kẹp kẹp cái sợi dây gãy này. Vừa gắn vô là nó tháo cái kẹp ra. Gắn xong là tháo kẹp ra, rồi tháo bằng vàng này, rồi tháo cái bằng vàng ra. Cái này chị cần phải nhớ là em muốn kiểm tra cái này sơ này đấy bình thường. Đấy, sau này đưa vào thôi. Để cái sợi dây ngang vào này. Xong rồi nhét vô. Sở cái sợi dây. Cái mục đích cái sợi dây này để nó phải bung lên đây này, thấy không? Để giữ cái này. Mục đích cái sợi dây này nó có chức năng như vậy. Thôi nó cũng sẵn đây này. Sở nó qua đây. Nó bung lên được đó, nó giữ nó bung được, nó chạy qua chạy này mà nó bung được rồi. Kéo cái này sát nó lại, nếu để như vậy nó chạy nó sẽ không chạy được, nó vướng bao nỗi. Kéo sát nó lại vừa tới, nếu kéo sát quá nó gập nó gãy sợi dây nó sẽ hút bực được. Kéo vừa tới thôi, nhưng mà để hở vậy không được. Kéo vừa tới thôi, bật máy nó in là xong. Thế đơn giản như thế là xong. Xong rồi đấy, là sơ sơ như thế. Còn em kiểm tra sơ có cần vệ sinh chỗ nào không, đấy thì chị cũng cần ghi nhớ đâu.